Chiều nay, VNPT Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028. Theo đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục, kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu quản lý học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học, hỗ trợ triển khai kho học liệu số dùng chung toàn ngành cạnh đó vnpt đà nẵng sẽ hỗ trợ tư vấn triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các cơ sở giáo dục vnpt đà nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng sở giáo dục và đào tạo hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số chuyển đổi số mà ngành đã đề ra triển khai có hiệu quả hơn nữa các giải pháp hiện có và sẵn sàng tham gia vào những dự án mới góp phần cùng chính quyền thành phố đà nẵng xây dựng chính phủ số công dân số xã hội số